Và bây giờ cùng với Phước Sửu sẽ đưa cho mọi người một siêu phẩm khá đặc biệt của giảng Giai Khai Nhà Bè. Và một cái siêu phẩm mà Phước Sửu đang giới thiệu đến quý anh chị đó là một căn biệt thự 12.5 x 20. Và cái cổng mà Phước Sửu cùng với mọi người đi vào là cổng sau của căn nhà nha quý anh chị. Mọi người nhìn biết sơ qua là căn biệt thự này đối diện với một clubhouse khá sang chảnh. Và bây giờ mình bước vào bên trong căn nhà này có thiết kế như thế nào. Wow, khá đẹp nè. Gara thì ở bên trong, cầu thang thì nằm ở giữa. Và với không gian này thì mình có thể thiết kế được một phòng ngủ dưới đất nè, một gian phòng bếp khá rộng rãi và phòng khách. Với cái gian phòng bếp này mình có thể nhìn trực tiếp ra một cái công viên mùa hè đối diện với một cái clubhouse khá sang chảnh luôn. Thì quý anh chị nhìn biết cái, với một cái diện tích khá lớn ở đây là 12.5 x 20, thì cái căn biệt thự này đem đến cho một quý anh chị một cái không gian sống cực kỳ hoàn hảo luôn. Ở đây thì chủ đầu tư bàn giao nhà thô nha quý anh chị. Và đặc biệt ở đây thì những cái cửa kính cường lực, gọi là hạn chế tiếng ồn nè. Xung quanh nhà khá thoáng luôn, đâu đâu cũng là hệ thống cửa. Và tầng nhà thì khá cao, đến gần 4 mét. Và ở đây chủ đầu tư có bàn giao một cái cửa chính là cửa gỗ và có khóa vân tay hấp lờ rất là đẹp luôn. Bây giờ mình thử mở cửa, bước ra cái mặt tiền trước nha. Hai bên đường là những cái mảng xanh cực kỳ tuyệt vời luôn. Bên ngoài thì một cái không gian khá đẳng cấp với một cái tông màu, với cái tông màu này thì không bao giờ gọi là lỗi thời quý anh chị. Một thiết kế một cái phong cách bán cổ điển. Với những cái cách thiết kế này thì thường có mặt ở một số nước ở châu Âu phải không quý anh chị. Đây là một căn biệt thự đơn lập nên quý anh chị nhìn thấy là xung quanh nhà của mình lại không có vướng mà bất kỳ một căn nhà nào hết. Và xung quanh là đều là sân vườn. Và phía trước thì còn khá nhiều cây hoa ban rất là đẹp và những cây hoa màu tím. Ven đường thì đã lót vỉa hè và tất cả hệ thống điện nước đã âm hết rồi. Ở đây thì căn nhà được thiết kế gồm một trệt, hai lầu. Với cái cách thiết kế này thì quý anh chị có thể thiết kế được 4 đến 6 phòng ngủ tùy theo cái nhu cầu của mình. Và đặc biệt ở tầng thứ hai có một cái gian sân thượng khá rộng luôn quý anh chị ạ. Từ cái gian sân thượng này thì quý anh chị có thể là tổ chức những biểu tiệc BBQ hoặc là làm một không gian phòng khách lộ thiên ở trên để mình có thể là tận hưởng những không khí mát lành từ khu dân cư này. Rồi mình nhìn xem đối diện của mình là những cư dân như thế nào. Đối diện của mình là những cái căn song lập 10 x 20. Và ở đây thì chỉ khoảng hơn 6 tháng bàn giao căn hộ, căn nhà này thôi. Nhưng mà hệ thống cây xanh nè lên khá đẹp rồi. Và một cái màu xanh khá xanh. Và ở đây một cái cộng đồng dân cư đẳng cấp. Như quý chị đã biết thì ở đây thì chủ đầu tư không có dùng xây dựng hàng rào nhiều bởi vì được bảo vệ 24/24. Một cái kết cấu xây dựng khá chuẩn luôn, làm cho một cái căn nhà trở nên nó là chắc chắn và có một cái cấu trúc cực kỳ bền vững. Đây thì như mọi người nhìn thấy thì mình đang đi bên hông của căn nhà và nhìn xa hơn nữa đó là bắt đầu là cái view của mình là view trực diện về cái hồ bơi nè, phòng tập gym nè, phòng karaoke nè, rồi những cái phòng về tắm sauna, xông hơi, pizza, bóng bàn. Và đặc biệt phía sau của mình là một cái view công viên mùa hè khá đẹp luôn. Ở đây có những cái công viên cát nè, công viên cho trẻ em, máy tập thể dục, rồi làm rất là nhiều cây xanh thấp tầng và cao tầng, tạo nên một không gian sống cực kỳ đẳng cấp, giống như một cái resort 5 sao tại Nhà Bè quý anh chị ạ. Ở đây chủ đầu tư trồng khá nhiều loại cây. Xa hơn tí xíu nữa thì mọi người nhìn thấy một cái cây hoa bằng lăng với một cái tông màu khá đẹp. Ở đây thì chủ đầu tư trồng khá nhiều loại cây và cây nào cũng là những cái cây gọi là đắt tiền luôn cả nhà. Nên đó là khu này bốn mùa có những loại hoa khác nhau. Đối diện của mình là biệt thự song lập nhưng mặt sau là rất là thoáng, không có phải chạm nhà ai hết và nhìn trực diện ra clubhouse luôn. Và ở đây thì như mọi người nhìn thấy là
có cái khoảng không phía sau công viên này, mình có thể tập thể dục, đi bộ, luyện tập sức khỏe. Một cái không gian cực kỳ tuyệt vời. Và hiện tại chủ nhà này đang gọi là cần tiền bán căn nhà này với một mức giá cực kỳ hấp dẫn. Quý chị hãy inbox ngay cho Phước Sửu để sở hữu ngay căn nhà này nhé. Một cái căn biệt thự đẳng cấp tại dự án Sai Gai Nhà Bè 350 hecta của tập đoàn GS Hàn Quốc. Còn chần chừ gì nữa, hãy trở thành cư dân GS ngay từ bây giờ, tận hưởng một không gian khống cực kỳ hoàn hảo tại khu Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau.